Để bắt đầu cho cái phần học code của hôm nay thì các bạn nên tổ chức cho thầy một cái thư mục để chứa đựng cái code đó. Hôm trước các bạn chứa các cái thiết kế ở đâu thì bây giờ mình tạo một cái thư mục gần đó ha, anh em với nó, để mà mình chứa cái nội dung code HTML và CSS của mình. Các bạn mở VS Code lên và các bạn chọn File, chọn Open Folder, chọn vô cái thư mục mà lúc nãy chúng ta mới tạo, Code Ô Việt HTML CSS, Select Folder. Tại folder này chúng ta chưa có file nào cả. Thầy xin phép tắt cái mic. Rồi, tại thư mục này chúng ta chưa có bất kỳ một folder nào. Thì các bạn thấy là nội dung của chúng ta ở trong VS Code cũng chưa có gì. Chúng ta sẽ đi qua bài đầu tiên, cơ bản về HTML và CSS. Như vậy thì HTML nó sẽ dựng lên cho chúng ta một trang web, và CSS nó sẽ hỗ trợ làm cho trang web của chúng ta đẹp hơn ha. Như vậy hai cái phần này nó sẽ hỗ trợ cho nhau. HTML là xây dựng cái khung sườn, CSS là tô vẽ cho cái ngôi nhà của chúng ta đẹp hơn. Thì trong HTML chúng ta sẽ sử dụng một cái từ khóa mà chúng ta sẽ dùng rất là nhiều sau này, gọi là thẻ. Thẻ ha. Như vậy thì với một cái HTML, một cái cấu trúc chung, một cái cấu trúc chung của chúng ta, thì chúng ta sẽ đi qua một cái cấu trúc chung của một trang web trước đã. Đây, chúng ta sẽ tạo ra một cái trang web với một cái cấu trúc chung. Trong HTML và CSS này, các bạn sẽ click chuột vào cái file. Các bạn chọn cho thầy tạo là index.html. Tên là index.html trong cái thư mục của mình. Đây. Và biểu tượng của chúng ta là nó có hai cái dấu lớn hơn và nhỏ hơn giống như thế này. index.html. Được chưa? Và bên trong cái cấu trúc này thì chúng ta sẽ có HTML. Đây là cấu trúc của chúng ta. Như vậy thì các bạn sẽ, nếu như mà các bạn có cài các cái plugin thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn tạo các cái cấu trúc nhanh. Còn nếu không thì mình tự gõ. Mình tự gõ. Và đây là cái cấu trúc chuẩn cơ bản nhất mà chúng ta sử dụng cho một cái trang web ha. Nếu như máy của các bạn mà không có tự nhảy ra cái nội dung này thì các bạn có thể cài thêm cái phần plugin. Cái phần plugin, ví dụ như ở chỗ này thầy gõ là B5 thì nó ra cái trang Bootstrap ha. Còn nếu mà thầy gõ HTML thì 2.5 thì nó cũng ra được cái HTML5. Đó, thì các bạn sẽ cài đặt cái plugin HTML. Đây, cái HTML của mình nó sẽ hỗ trợ cho mình những cái công cụ để mà mình tạo cái cấu trúc HTML nhanh. Bình thường khi các bạn cài CSS thì cái HTML này nó đã hỗ trợ rồi. Còn nếu mà máy của các bạn không hỗ trợ thì các bạn cài thêm cái thằng HTML và CSS support. Còn của thầy thì không cần cài, bởi vì thực ra là nó cũng đã có hỗ trợ cơ bản rồi, chúng ta không cần cài nữa. Trong trường hợp mà máy của các bạn cũng không cài được luôn thì tạm thời bạn sẽ sử dụng cái cấu trúc này giúp thầy. Rồi, như vậy cấu trúc này nó sẽ bao gồm những gì ở trong? Thứ nhất là chúng ta thấy cái doc doc type
tức là cái văn bản này có kiểu của HTML, và cái dòng số 1 này nó không có sử dụng để biên dịch, nó có cái chấm than, tức là dòng này là dòng chú thích ha, mình muốn viết gì cũng được, nó sẽ cho chúng ta những cái chỉ dẫn thôi, nó không có hiển thị ra bên ngoài. Đối với lại cái HTML language này là ngôn ngữ tiếng Anh, nó đang chỉ định cho trình duyệt biết là ngôn ngữ chúng ta đang thể hiện ở bên dưới là ngôn ngữ tiếng Anh. Còn nếu như mà chúng ta muốn thể hiện ngôn ngữ tiếng Việt thì chúng ta có thể đổi, hoặc là chúng ta cũng để tiếng Anh cũng được. Bởi vì cái của chúng ta bây giờ đang sử dụng là Unicode, cho nên cái ngôn ngữ Anh và Việt nó đều có thể hiểu được cả. Xuống đây thì chúng ta set tiếng Việt là UTF-8. UTF-8, đây là những cái font mà của Unicode có hỗ trợ tiếng Việt. Thì đây là cấu trúc. Nếu như mà bạn không có cái thẻ này thì bạn viết tiếng Việt nó sẽ bị lỗi font. Xuống dưới thẻ meta nó đang nói rằng là dữ liệu của mình sẽ có độ lớn là bằng độ lớn của thiết bị, divide width, độ lớn của thiết bị, và scale của chúng ta là 1.0, tức là không scale, nó bao nhiêu thì nó lấy bấy nhiêu. Tiêu đề title document là khi mà các bạn chạy trang web, các bạn click chuột phải, các bạn chọn open with live server thì trang web của mình nó sẽ chạy lên. Đây, trang web của mình nó sẽ chạy lên. Trang web của mình nó chạy lên. Tắt bớt mấy cái kia cho nó nhẹ. Thì nó đang có cái chữ document, và ở phía dưới này nội dung web của mình không có gì hết, cho nên nó không hiển thị. Bây giờ mình vô mình sửa lại cái title này, đổi lại tên của mình. Hoặc là mình để là bán bánh đi ha. Bán bánh. Rồi, đó là trang web bán bánh. Và phía dưới này mình sẽ có giúp cho thầy cái thẻ H1 để làm gì thì tí nữa các bạn sẽ thấy. Ví dụ như mình để tên của mình vào. Lưu lại ha, Ctrl S lưu lại. Mình không cần chạy lại bởi vì trang web của mình vẫn đang còn hiện diện. Mình ra đây mình nhìn thấy. Đây, bán bánh Burger. Rồi, tên của mình Trần Quang Bình. Như vậy mình đã làm xong cái phần nội dung của một cái trang web cơ bản. Như nào? Rồi các bạn sẽ thử lại lấy cái cấu trúc này, thay đổi tiêu đề, thay đổi H1 để mà mình có được cái trang web đầu tiên bằng HTML. Còn CSS thì tí nữa chúng ta sẽ có cái nội dung của CSS. À, các bạn làm cái phần đầu tiên của cái trang web HTML trước.